Nhật Thủy ăn không? Bắn cô độc. Thì như vậy là cải lương rồi đó. Tại vì cải lương ở trong máu, trong thịt của người Việt Nam. Chỉ cần khi mình nói ra để cho lời nói của mình nó vô sang xế hò sự công từ sự gì gì sang xế xế ủa gì vậy ủa gì vậy ăn hoài thôi hãy ăn nhanh đừng nhiều lời nguy biện với mẹ chồng của cô mà cô rất trong lúc sinh thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Phí hết tâm sức bài mưu tính kế mà. Bánh có thơm mùi nhang không? Không. Mà ngươi ăn quá trời quá vậy. Nguyên hộp này của tao mà mày ăn bớt thì sao? Nhật Thủy ăn không? Bắn cô độc. Thì ra chắc phải lộ hành đó. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi trời. Sao mày vỗ tay không biết đâu? Trời ơi, trời ơi. Chu Vi Du Nhân là bách từ Singapore đó hả? Mà em đã xưng rồi nhầm. Mà mời em ăn, mà mời em chơi. Em phải là ai nè? Chị Trang.